Xin chào tất cả các anh em nha. Video hôm qua mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký nhận một BRG. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em bán đầu bộ tốt cần nha tất cả anh em. Để bán đầu bộ được anh em liếc vào ba vô gạch nè. Rồi anh em lướt xuống nha tất cả anh em. Anh em chọn vào một Mi Wallet nè. Mi Wallet là một này nè nha tất cả anh em. Rồi. Nên đây nó có một transfer nè tất cả anh em. Rồi anh em chỉ nhập một dòng, bấm vào một transfer nữa nha. Rồi đây thì có hai dòng, đây một trên một dưới, anh em chọn vào BRG nha tất cả anh em. Rồi anh em muốn bán cho, muốn chuyển cho mình thì anh em chuyển mấy tốc cần, ví dụ như hai tốc cần thì anh em bấm vào một hai tốc cần anh em. Rồi anh em liên hệ với mình sẽ đưa mail cho tất cả anh em, hoặc là anh em muốn bán cho một cái người nào đó đó, anh em nhập địa chỉ email của người đó vào đây nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào confirm, sau khi bấm confirm nên nó gửi về cho một anh em một cái mail, anh em vào xác nhận mail tất cả anh em. Nhưng với điều kiện là anh em phải verify tài khoản thành công nha anh em. Đây thì mình mới đăng ký, mình làm cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn bán đầu bộ luôn nha tất cả các bạn. Hiện tại tất cả BRG này nè, tất cả anh em nào chưa đăng ký thì nên đăng ký một cái tài khoản với việc mất chỉ được 5 phút nữa. Tất cả này hứa hẹn list sàn lớn và giá của tất cả này rất là cao nha tất cả anh em. Vậy anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo nghe từ mình nhé. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Anh em vào những video clip tiếp theo từ mình.